Nước bể bơi của bạn có màu xanh lá cây. Rất có thể bạn đang mắc phải một trong những sai lầm khi vận hành bể bơi dưới đây. Hãy cùng xem hết video này nhé. Sai lầm số 1. Đổ clo trực tiếp vào bể bơi. Clo tồn tại trong hợp chất hóa học được biết đến có thể làm sạch tất cả những gì có trong hồ bơi của bạn. Nhưng trước đó, hãy pha đều chúng trong một xô nước ấm, trộn đều, nhớ là phải trộn đều nhé. Trong quá trình làm việc của chúng ta cũng nên có găng tay bảo hộ. Làm thế này khi thả xuống bể bơi, hóa chất của chúng ta sẽ được phân tán đều hơn và cho hiệu quả cao hơn. Sai lầm số 2. Không vệ sinh bể bơi của bạn. Giống như rằng, bể bơi của bạn cũng cần được trải, cọ thường xuyên, tất nhiên là tần suất sẽ ít hơn 2 lần trên ngày. Chúng ta sẽ di chuyển bàn trải đến những góc khuất, khó tiếp cận, phía sau những bậc thang và trải dọc theo chiều nước. Làm điều này khoảng 1 tuần một lần, bể bơi của bạn sẽ ngăn cản rất tốt sự phát triển của tảo. Sai lầm số 3. Sử dụng máy hút cạn tự động. Khi bể bơi của bạn gặp tảo, chúng ta không nên sử dụng máy hút cạn bởi nó sẽ không giải quyết được hoàn toàn vấn đề. Thiết bị này sẽ đẩy tảo và những chất thải khác vào một mớ hỗn độn. Thay vào đó, sử dụng máy hút bụi theo cách thủ công sẽ hiệu quả hơn nhiều. Trong quá trình làm việc, hãy đảm bảo bình lọc của bạn chuyển sang chế độ waste, xả nước trong hồ bơi. Tất nhiên, bạn sẽ mất đi một chút nước trong hồ bơi của mình, nhưng tảo cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Sai lầm số 4. Không quan tâm đến nồng độ pH và độ kiềm. Nồng độ pH và kiềm thấp sẽ khiến thiết bị bể bơi của bạn sẽ nhanh chóng hỏng hơn bởi trong nước có tính axit mạnh hơn. Để giải quyết điều này, hãy kiểm tra nồng độ pH trong nước thường xuyên và điều chỉnh với những hóa chất chuyên dụng trước khi nước trở về trạng thái cân bằng. Một bể bơi tiêu chuẩn có nồng độ pH là từ 7,2 đến 7,8. Sai lầm số 5. Rửa bình lọc của bạn một cách quá thường xuyên. Việc rửa ngược sẽ làm sạch bên trong bình lọc của bạn, nhưng lạm dụng nó là một sai lầm khá phổ biến. Vậy khi nào chúng ta nên rửa bình lọc? Hãy ghi lại áp suất của bình lọc ngay sau khi nó được làm sạch sẽ. Sau một thời gian, áp suất trong bình sẽ tăng lên khoảng 10 PSI. Đã đến lúc rửa và làm sạch bình lọc của bạn. Sai lầm số 6. Làm sạch bể bơi bằng clo vào ban ngày. Việc đổ clo vào ban ngày sẽ chịu tác động khá lớn đến từ ánh nắng mặt trời. Việc tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng sẽ khiến quá trình này diễn ra kém hiệu quả và lãng phí tiền bạc. Thay vào đó, hãy làm công việc này vào buổi tối khi tất cả đã đi ngủ và không có ai xuống bể bơi của bạn. Sai lầm số 7. Hệ thống lọc được vận hành quá ít so với tiêu chuẩn. Có một sự thật là hệ thống lọc bao gồm bình lọc và máy bơm chạy càng nhiều thì nước bể bơi của bạn sẽ càng sạch. Tất nhiên, độ bền bỉ của máy móc cũng cần phải lưu tâm. Nếu bể bơi của bạn đang sử dụng liên tục, hãy đảm bảo những thiết bị lọc được bật từ 4 đến 8 tiếng trên một ngày tùy thuộc vào lượng nước trong bể bơi. Khi đó, nước sẽ được trong vắt như nước suối. Sai lầm số 8. Bỏ qua việc kiểm tra định kỳ nước hàng tuần. Việc này sẽ giúp bạn nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra với nước trong bể bơi của mình và xử lý những vấn đề nhỏ một cách đơn giản trước khi nó phát sinh thành một rủi ro lớn. Kiểm tra định kỳ khoảng 1 tuần một lần bằng những dụng cụ chuyên dụng. Sai lầm số 9. Mặc quần áo thông thường để xuống bể bơi. Đây là sai lầm mà khá nhiều người mắc phải. Quần áo có thể kéo theo những chất ô nhiễm cho nguồn nước của bạn. Mặt khác, hóa chất trong bể bơi cũng có thể làm hỏng quần áo. Thay vào đó, chúng ta chỉ nên mặc đồ bơi thích hợp khi bơi. Để có một bể bơi đẹp, an toàn, hãy dành thời gian tham khảo những thông tin hữu ích và học hỏi những sai lầm của người khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video và nếu các bạn đang có ý tưởng làm một bể bơi thì đừng ngần ngại gọi ngay cho chúng tôi qua số hotline 0962 890 222. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.